Đây là danh sách những người thành công nhưng mà vẫn uống trà sữa. Lúc nào thi hoa hậu cũng có phần ứng xử, và tất nhiên vì nó là cuộc thi hoa hậu nên là ai cũng để ý đến phần thi áo tắm hơn. Hoa hậu là những người đạt giải nhất trong một cuộc thi bất kỳ, miễn tên cuộc thi đó có chữ hoa hậu, từ hoa hậu thế giới, hoa hậu trái đất, hoa hậu siêu quốc gia, hoa hậu béo. Hoa hậu đã trở thành một hiện tượng đến nỗi mà họ đi cả tù. Và dần dần thì người ta cũng nhận ra là hoa hậu thì cũng giống như bác nông dân trong chuyện con hổ, họ cũng cần trí khôn. Mỗi tên gọi của cuộc thi hoa hậu sẽ ứng với đặc trưng và tầm ảnh hưởng của từng cuộc thi. Tuy nhiên thì người tham gia không phải lúc nào cũng đáp ứng được điều đấy. Ví dụ như là hoa hậu hòa bình nhưng mà có vẻ không thích hòa bình cho lắm. Có nhiều yêu cầu và tiêu chí đánh giá để trao vương miện cho một người. Dễ thế nhất thì từ sắc đẹp, hình thể, trí tuệ. Dạo gần đây thì có thêm tiêu chí là không được uống trà sữa hoặc là phải gào thật to. Nhưng mà hình như là không có tiêu chuẩn nào là đạo đức và khiêm nhường. Nói chung là để lên được ngôi vị hoa hậu thì cần có những bước nhảy vọt so với chính mình cách đây từ 2 đến 3 tháng trước. Các cuộc thi hoa hậu thường được truyền thông là để tìm ra một người phụ nữ lý tưởng về mọi mặt, từ đó để tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn, hoặc là một xã hội nơi mà anh em không biết là đồng tình hay phản đối khi mà vợ khen hoa hậu xinh. Ngày nay thì các cuộc thi hoa hậu giống như là mì tôm, cứ thỉnh thoảng người ta lại có một mẫu mới, chả biết có ngon không, có khi lại ung thư. Hoa hậu thì khá là giống một nghề, gọi là nghề freelancer. Thi xong thích muốn làm gì thì làm, bật cáp lóc lên viết status cũng thoải mái. Chúng ta có thể chia hoa hậu ra thành 3 dạng. Hoa hậu có đội ngũ, truyền thông, giữ hình ảnh tốt, làm được những lời hứa của mình sau đăng quang, được xã hội trọng vọng, có người còn được viết hẳn cho mấy bài nhạc. Nguyễn Thúc thì tên, mình có đến được với nhau anh nghĩ là tùy duyên. Nhóm thứ hai là nhóm gần như là im hơi lặng tiếng với lời hứa của mình sau mỗi cuộc thi, thường là thích tạo nét với truyền thông. Trên ghế nhà trường thì Nhi đã bắt đầu lo nghĩ rồi, sau này mình sẽ ngủ, chơi, uống trà sữa, cà phê cùng bạn bè. Mục đích là để đi tìm chân ái của đời mình, cụ thể là đại gia. Nếu mà để mô tả ngắn gọn hành trình sau cuộc thi của nhóm này sẽ là: em đang quang, anh đang xuất và đại gia thì đang nhập. Và nhóm cuối cùng là những hoa hậu đến từ những cuộc thi mà để đẩy giá Sugar Baby. Trong những năm gần đây thì danh hiệu hoa hậu khá là giống với một nền kinh tế đang phát triển, có tỷ lệ lạm phát khá cao. Trước kia thì nhắc đến hoa hậu hoặc là hoa khôi thì người ta nghĩ đến biểu tượng của nhan sắc, trí tuệ và tâm hồn. Còn ngày nay thì hoa hậu là biểu tượng của mọi nhà. Tầm nhìn năm 2040 thì mỗi gia đình sẽ có một bố đào pi, mẹ livestream bán hàng, chị cả đi thi hoa hậu, thằng em làm rapper. Có một sự thật là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, còn nợ thì đổi sim, còn làm hoa hậu thì để đổi đời. Ai thì cũng mong cầu được đổi đời, quan trọng là đổi đời ra sao. Có người thì lan tỏa những điều tích cực, có người thì truyền cảm hứng, người thì đi làm từ thiện ở bệnh viện 5 sao, người thì chả làm gì. Nói chung là lựa chọn thì ở mỗi cá nhân, nhưng mà theo nhiều chuyên gia về tâm lý, xã hội học cũng như là kinh tế học thì cái lựa chọn bền vững nhất ấy thì vẫn là lấy chồng đại gia, cả nhà hưởng lợi, có một cuộc sống viên mãn, cho đến khi lỡ mồm phát biểu ngu thì lại ăn cả đống gạch đá để xây nhà. Thực ra là hoa hậu xứng đáng với vị trí và những quyền lợi họ có, tại vì những gì họ làm thì khác với người bình thường. Lỡ hận thù đã trách kiêng hai ta, tôi không sao chắc anh cũng như. Người bình thường nghe nhạc để chill, còn hoa hậu thì nghe nhạc để thay lời muốn nói. Với ca khúc yêu thích là Anh khạc hay em khạc, cuốn sách ưa thích của họ đọc là Nói nhiều không bằng nói đúng, và thức uống ưa thích là pha mi. Một nhà hiền triết từng nói là sẽ thành công như tôi. Hải Phòng nổi tiếng với hoa cải, còn Bình Định thì nổi tiếng với hoa hậu. Cộng đồng mạng thì cho là các cuộc thi sắc đẹp thường khá ưu tiên những gương mặt trẻ tuổi. Có những hoa hậu thì đăng quang từ khi tròn 16 tuổi và già nhất thì cũng chỉ mới khoảng 22-23. Như là cái việc vạ miệng trước truyền thông là không thể tránh khỏi. Nhưng mà như đã nói ở trên thì lý do cho việc này là người ta để ý đến phần áo tắm nhiều hơn là phần thi ứng xử. Nói chung là làm hoa hậu đội được cái vương miện lên đầu thì cũng giống như một con dao hai lưỡi. Nếu mà không khiêm nhường hoặc là làm truyền thông khéo léo thì những nhược điểm của bản thân sẽ từ từ được lộ ra. Tú cũng không biết cái cuộc thi đó là cuộc thi gì. Tóm lại thì hoa hậu thì cũng khá giống từ thiện. Ý tưởng về nó thì rất hay, nhưng mà trong thực tế thì lại là một công cụ để phục vụ nhiều mục đích biến tướng khác. Nhưng mà nó cũng tạo ra được nhiều cái để xã hội bàn luận, chém gió, nên là cũng vui vẻ. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký hệ thống kênh của Vui Vẻ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Em có con này mới thi hoa hậu.